Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 8 tháng 8 năm 2019 thì chúng ta có mặt ở đây ở ngay một cái khu tưởng niệm rất lớn của những chiến sĩ Hồng quân Liên Xô. Vào năm 1945 họ đã hy sinh ở đây hơn 2.000 người trong cái việc giải phóng thủ đô Berlin khỏi phát xít Đức. Và phía sau lưng tôi các bạn cũng nhìn thấy một chiếc xe tăng của các chiến sĩ Hồng quân thời kỳ đó. Và cho đến nay nước Đức vẫn tôn trọng những điều này và họ đã giữ lại những cái kỷ vật này làm cái kỷ niệm để nhắc nhở đến những cái chiến tranh đã gây bao nhiêu đau thương cho và chết chóc cho hàng chục triệu người châu Âu thời kỳ đó. Và hiện nay ở Việt Nam cũng đang diễn ra một tình cảnh gần tương tự như vậy. Nó có thể lặp lại bất cứ lúc nào khi Trung Quốc ngày càng ngang nhiên không tôn trọng chủ quyền Việt Nam và họ đã liên tục xâm phạm trong thời gian qua. Đó là chủ quyền biển đảo, đó là khu vực bãi Tư Chính, nơi Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi. Và cũng sau một thời gian Trung Quốc gây sức ép ở đây thì cho đến ngày hôm nay chúng ta đã biết được cái thông tin là chiếc tàu Hải Nam 8 cùng những cái đoàn tàu hộ tống của nó đã rút khỏi khu vực bờ biển, vùng chủ quyền biển đảo của Việt Nam, đó là vùng đặc quyền kinh tế. Và các bạn hãy nhìn cái hình ảnh này chúng tôi xin chia sẻ. Đây là ông Phó Giáo sư Mathieson, ông đã đưa ra cái biểu đồ đường đi của chiếc tàu Hải Dương 8 đã rút về khu vực tàu Hải Dương Địa chất 8 đã kết thúc cuộc khảo sát của nó. Nó đang di chuyển đến bãi đá chữ thập. Vâng, đây là hình ảnh mà chiếc tàu Hải Dương 8 đang di chuyển đến bãi đá chữ thập. Và các bạn cũng thấy những hành trình này được ông Phó Giáo sư Mathieson, là một người giảng dạy trong trường Đại học Hàng hải của Hải quân Mỹ, đưa ra vào thời gian vừa qua. Và những thông tin như thế này thì các bạn cũng phải truy cập trực tiếp ở trên những cái trang báo chí cũng như trang tweet của ông Phó Giáo sư Mathieson thì các bạn mới có thể biết được những thông tin thực tế, vì trong nước những cái thông tin như vậy thường là không được đăng tải một cách đầy đủ. Và các bạn muốn tìm hiểu thì phải tìm thêm trên những cái trang như Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, trang RFI và FA hoặc là của Thời báo.de thì sẽ biết được cái thông tin chi tiết về việc này. Và vì sao Trung Quốc đã rút khỏi bãi Tư Chính thì đây là cái điều mà chúng ta cần phải phân tích trong cái thời lượng này. Đó là việc các bạn cũng đã biết là Trung Quốc đã thu được những dữ liệu địa chất cần thiết rồi, bởi vì là theo cái thông tin mà các hãng truyền thông trên thế giới cũng như là các trang mạng, trang blogger và các nhà báo tự do đã đưa tin thì Trung Quốc đã hoạt động rất dày đặc ở khu vực này suốt từ một cái thời gian qua và liên tục họ đã quần đảo xung khu vực này. Và chúng tôi xin chia sẻ những cái đường đi của chiếc tàu Hải Dương 8 cùng với những cái tàu hộ tống đó, thì họ đã thu được những cái dữ liệu mà họ cảm thấy cần thiết và cho đến lúc này thì họ đã tự động rút đi. Và phía Việt Nam cũng như cảnh sát biển Việt Nam họ vẫn tiếp tục theo dõi cái đường đi của những chiếc tàu này. Và ngoài ra thì Trung Quốc đã chứng minh được qua cái hành động này là không chỉ tuyên bố suông rằng bãi Tư Chính của Trung Quốc, thì Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn luôn nói rằng đấy là chủ quyền của Trung Quốc, tức là đường lưỡi bò mà các bạn có thể nhìn thấy họ đã tự vẽ lên trên cái đường lưỡi bò này. Và đường lưỡi bò này thì các bạn thấy rất lớn, cái phần màu xanh sẫm đấy là cái phần đặc quyền kinh tế của Việt Nam đấy, 200 km. Thế còn đường lưỡi bò thì nó đã bao bọc toàn bộ cái khu vực của bờ biển Việt Nam cũng như Philippines, của Brunei và Malaysia và nhiều nước khác. Thì những cái vùng đảo này thì Trung Quốc luôn luôn nói rằng đây là vùng lãnh thổ của họ và họ đã họ đã phát triển rất mạnh về hải quân để tìm mọi cách thao túng và thâu tóm cái vùng biển rộng lớn này của Việt Nam cũng như của các nước khác mà bất chấp luật pháp quốc tế. Ngoài ra thì các bạn cũng đã biết Trung Quốc trong thời gian vừa qua từ trước đến nay luôn luôn tìm mọi cách để gây ra những cái phương hại cho không những người dân Việt Nam đi đánh cá mà ngay cả những chiếc tàu của cảnh sát biển Việt Nam. Các bạn cũng đã thấy hình ảnh được chia sẻ rất nhiều, đó là việc tàu hải cảnh của Trung Quốc đã đâm lao thẳng vào tàu cảnh sát biển Việt Nam, đã gây ra những cái hỏng hóc rất lớn và làm cho những chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam đi trên những cái tàu này đã bị thương rất nhiều và hư hại tàu nặng trong cái việc mà tuần tra bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình. Có nghĩa là khi mà Trung Quốc đi vào vùng biển Việt Nam thì họ đã rất là hung hăng và sẵn sàng lao vào tàu của ngư dân và cướp ngư cụ cũng như là bắt những cái người ngư dân của Việt Nam khi họ đang đánh bắt ngay trên chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Đấy là điều hết sức ngang nhiên của Trung Quốc đối với Việt Nam.
Tuy vậy thì trong suốt thời gian vừa qua thì chúng ta đã không thấy sự xuất hiện của ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, là cái người đứng đầu của nhà nước. Ông ta đã không nói bất cứ một câu nào về cái việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Và điều đó nói lên ông Nguyễn Phú Trọng có thể là ông không quan tâm đến vấn đề này, hoặc là cũng có thể ông ta đã có cái thỏa thuận ngầm nào đó với ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vì cái việc mà ông luật phía Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam và đứng ra để đối đầu với phía Trung Quốc chỉ là những cái tàu cảnh sát biển của Việt Nam nhỏ nhoi và số lượng rất ít so với cả tàu Trung Quốc. Số lượng mà chúng tôi biết được theo như ông thông tin của quốc tế đưa ra đăng tải thì chúng ta biết được có những lúc nó lên đến 80 chiếc tàu quần đảo xung quanh khu vực bãi tư chính, và tàu của Việt Nam thì rất ít và rất bé, thì đương nhiên là sẽ khó khăn. Và Việt Nam chủ yếu chỉ đấu tranh với Trung Quốc bằng cái công tác ngoại giao, có nghĩa là Bộ Ngoại giao Việt Nam liên tục ra những cái thông báo là quan ngại, hoặc là có thể là có lúc mà căng thẳng quá thì họ vừa rồi họ đã nói là đưa Việt Nam trao công hàm phản đối Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa. Thì đây là cái thông tin mà các bạn cũng có thể tự xem ở trên những cái trang trong nước. Tuy cái thông tin này đã diễn ra trong thời gian qua nhưng nó cũng khá mới, bởi vì Việt Nam đã chính thức chỉ rõ Trung Quốc và liên tục chỉ Trung Quốc là việc Trung Quốc tiến hành các cuộc huấn luyện quân sự ở Hoàng Sa của Việt Nam đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này. Thì có nghĩa là chủ quyền Việt Nam đã bị xâm hại và đang bị xâm hại. Và hiện nay Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ra công hàm phản đối một cách rất rõ ràng như thế. Thì điều đó chứng tỏ rằng phía Việt Nam đang tìm mọi cách để làm cho cái ảnh hưởng của Trung Quốc ở vùng Biển Đông trở nên yếu đi, hoặc là có những cái tranh cãi ở những chủ quyền đó, thì Việt Nam cần phải có tiếng nói dứt khoát như vậy. Và ngoài ra thì qua cái việc mà Trung Quốc đưa tàu vào cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, họ cũng muốn thử xem là phản ứng của Việt Nam như thế nào, phản ứng của quốc tế như thế nào đối với Trung Quốc khi họ làm như vậy. Bởi vì khi Trung Quốc, nhà nước Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tuyên bố rằng đấy là chủ quyền của Trung Quốc, thì có nghĩa là trước đây, hiện nay và mãi mãi về sau, và về sau họ chừng nào Đảng Cộng sản Trung Quốc còn tồn tại thì họ vẫn tiếp tục thực hiện cái chính sách của họ, đó là cái đường lưỡi bò, và họ sẽ tiếp tục đưa tàu, đưa thuyền và ngày càng nhiều ra cái vùng biển này để cô lập Việt Nam và thậm chí để bắt nạt Việt Nam. Và tất nhiên phía Trung Quốc ngoài chiếc tàu sân bay Liêu Ninh đã lắp đặt xong và đưa vào vận hành thì họ đang tiếp tục đóng thêm một chiếc tàu sân bay nữa. Cái điều đó Việt Nam khó có thể theo kịp, bởi vì nếu mà chạy đua vũ trang thì Việt Nam hoàn toàn là yếu thế trước Trung Quốc, vì tiềm lực quốc phòng của Việt Nam rất thấp và rất có hạn. Chính vì vậy mà Việt Nam đã tìm mọi cách để có những cái quan hệ tốt với quốc tế và yêu cầu quốc tế ủng hộ Việt Nam tham gia vào việc phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Và cụ thể nhất là các bạn nhìn thấy hình ảnh rất mới, đấy là hôm ngày 1 tháng 8, Phó Thủ tướng Ngoại trưởng Ngoại giao Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 tại Bangkok, Thái Lan. Và đây là cái hình ảnh mà được nhiều báo chí ở trong nước và rất nhiều báo chí trong nước ngoài đã đưa tải, đăng tải. Và cái điều này là không vui vẻ, là đã làm cho Trung Quốc không vui, bởi vì là họ không muốn là Việt Nam quá xích gần Mỹ như vậy và không quá xích gần phương Tây như vậy. Thì đây là cái điều mà Trung Quốc không vui. Và đương nhiên là Trung Quốc cũng cân nhắc cái việc mà nắn Việt Nam đến mức nào đó thì họ sẽ tự động họ rút tàu về, cũng giống như là khi mà họ gây ra cuộc chiến tranh biên giới của Việt Nam vào năm 1979 thì họ đã nói rằng họ dạy cho Việt Nam một bài học, và sau khi tấn công vào các tỉnh của miền Bắc Việt Nam, giết hàng chục nghìn người dân Việt Nam cùng các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam và những dân quân ở đây, và thì họ đã tự động họ rút đi và họ nói rằng là họ đã dạy cho Việt Nam một bài học. Và điều này đã lặp lại trong cái thời gian vừa qua khi Trung Quốc đưa quân được lực lượng dân quân và cái tàu hải quân của mình vào trong cái khu vực đặc thềm đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và tất nhiên các bạn cũng đã biết Trung Quốc thì hiện nay đang dưới sức ép của Mỹ trong cuộc chiến thương mại và hiện nay là cuộc chiến tiền tệ, thì các nước dân chủ, như chúng tôi được biết những thông tin ở đây, các nước dân chủ và đặc biệt là đứng đầu là Mỹ đang rất muốn tiêu diệt cái chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc đã vận dụng một cái thể chế gần như rất độc tài và đi ăn cắp công nghệ của các nước trên thế giới để làm lợi cho mình, và họ không có đóng góp gì cho hòa bình ổn định thế giới, và họ cũng không tôn trọng cái nhân quyền và tự do, cái điều mà họ đã ký kết vào Hiến chương Liên Hợp Quốc, và họ tiếp tục đàn áp những người dân của họ ở trên những cái vùng xa và những cái sắc dân tộc thiểu số. Thì đấy là cái điều mà Trung Quốc hiện nay đang đứng trước
những khó khăn rất lớn. Và lập tức phía Mỹ không những họ đã đưa tàu sân bay vào phía Biển Đông để gây sức ép với Trung Quốc, mà họ đang tìm mọi cách để vận động và hỗ trợ những cái nước ủng hộ Mỹ để cùng nhau phản đối Trung Quốc trong cái vùng biển này. Và ngoài ra Trung Quốc cũng vừa rút tàu đi, vì họ cũng không muốn Việt Nam có thể là khởi kiện Trung Quốc. Bởi vì Việt Nam đã nói rồi, họ đã chuẩn bị hồ sơ, thì bất cứ lúc nào họ cũng có thể kiện Trung Quốc, đưa ra toàn quốc tế như là Philippines đã từng làm. Và các bạn cũng xem những hình ảnh là Philippines đã từng khởi kiện Trung Quốc ra toàn quốc tế, tòa án trọng tài quốc tế. Và tất nhiên là Philippines đã kiện và tòa án trọng tài quốc tế đã xem xét cái hồ sơ kiện này. Và cuối cùng kết quả thì các bạn cũng rất biết rõ, đó là việc tòa trọng tài quốc tế nói rằng là Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông. Đây là hình ảnh mà những cái tờ báo ở nước ngoài và kể cả một số báo trong nước đã đăng. Thì đây là cái điều mà rất là tốt cho Việt Nam, khi Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và có đầy đủ cái cơ sở để có thể kiện Trung Quốc ra toàn quốc tế như Philippines này. Thì đây là cái việc mà Philippines đã làm. Và ngay cả các bạn cũng nhìn thấy hình ảnh những cái người Việt Nam và Philippines cùng nhau chúc mừng cái thắng lợi của Philippines. Họ mặc áo cờ đỏ sao vàng. Vậy tại sao Việt Nam cho đến giờ phút này vẫn chưa kiện Trung Quốc, mặc dù hồ sơ đã quá đầy đủ, mặc dù là cái vấn đề chủ quyền biển đảo của Việt Nam đã quá rõ ràng? Thì cái điều này là chúng ta phải xem xét về cái quan hệ chính trị của Việt Nam với Trung Quốc. Đó là hai thể chế cùng Đảng Cộng sản. Thế nhưng người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, đấy là ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thì ông ta có một cái đường lối rất bảo thủ, theo như là những cái thông tin mà trong báo chí trong nước vẫn thường đăng, cũng như là báo chí quốc tế phân tích. Và cho đến ngày giờ này, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn tiếp tục im lặng, không hề nói gì về việc Trung Quốc đưa tàu vào xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam rất nghiêm trọng như vậy. Mặc dù thế giới đã lên tiếng, mặc dù Bộ Ngoại giao đã lên tiếng, nhưng người chủ tịch nước không hề lên tiếng. Không những thế, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn tiếp tục cử những cái đoàn cán bộ công tác của Đảng Cộng sản của sang bên Trung Quốc để học tập, để trao đổi kinh nghiệm. Và những cái gì họ trao đổi với nhau thì liệu có bất lợi cho Việt Nam hay không, thì là cái điều đó là một câu hỏi rất lớn. Và ông Nguyễn Phú Trọng có vai trò thế nào đối với việc mà Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam trong thời gian vừa qua? Vâng, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ năm, ngày 8 tháng 8 năm 2019 tại Berlin, thủ đô Cộng hòa Liên bang Đức. Và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình truyền tường thuật lần tới. Và các bạn hãy chia sẻ những video này, hãy bình luận trong video này, hãy đưa những câu hỏi và những yêu cầu của các bạn để chúng tôi có thể phục vụ các bạn một cách tốt nhất, những cái thông tin nhanh nhất và trung thực nhất. Lê Trung Khoa từ Berlin chào các bạn và chúc các bạn một buổi tối bình an và an lành.